Vâng, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một con app chơi game bắn bóng kiếm tiền Bitcoin trên điện thoại rất là ngon này. Link thì mình để dưới phần mô tả. Các bạn chỉ việc bấm vào link, nó sẽ chuyển cho các bạn đến cửa hàng Supply. Rồi các bạn bấm cài đặt và tải nó về. Sau khi tải về xong thì các bạn hãy mở nó lên này. Vâng, và con app này nó đang loát. Và sau khi các bạn tải về thì các bạn mở nó lên. Các bạn hãy đăng nhập vào cái con app này. Và để đăng nhập con app này thì các bạn lại bấm vào đăng ký này. Thì nó sẽ có hai hình thức đăng ký. Một là đăng ký bằng tài khoản Google này, hai này tài khoản Facebook. Theo mình thì các bạn nên chọn tài khoản Google để mật tài khoản của các bạn. Thì các bạn có mới tài khoản Gmail thì các bạn đăng nhập vào một trong các tài khoản đó này. Vâng, này của mình nó hơi lag nên các bạn không vào. Vâng, và nó đang là hãy sau khi các bạn đăng nhập bằng tài khoản Gmail của các bạn, nó sẽ hiện ra giao diện của con web này này, con app này này. Con app này chơi rất là đơn giản, các bạn chỉ việc một ngày thì các bạn có 15 lượt chơi. Mỗi lượt chơi thì các bạn kiếm tầm khoảng độ 3.000, 4.000, có khi đến 21.000 cái đồng coin này, vàng vàng ở phía bên trái này. Và các bạn nhớ là các bạn phải xem quảng cáo xong thì các bạn chơi, tại vì là có quảng cáo thì nó mới trả tiền cho các bạn. Con app này rất là ngon và uy tín. Các bạn rút tiền trong vòng một ngày nào sẽ về, rất là uy tín này. Cũng như cái con giống hệt như cái con app mà mình giới thiệu lần trước trên cái kênh của mình này. Các bạn hãy vào đó để tham khảo. Và để chơi con app này thì các bạn bấm vào play này. Này nó sẽ có quảng cáo này, các bạn hãy chờ một. Nếu mà các bạn muốn thoát quảng cáo thì các bạn vào mũi tên ở bên trái này. Đấy, nó sẽ hiển thị dấu nhân thì các bạn thoát quảng cáo này. Con app này rất là ngon và uy tín này. Đấy, nó sẽ báo trước các bạn. Đấy, chơi xong các bạn sẽ nhận được 1.366 này, có chữ đồng có y và lách reward ở trên này, đồng tiền này. Rồi các bạn vào play này. Rất là đơn giản các bạn ạ. Đấy, các bạn việc bén vào cái quả bóng màu vàng thì các bạn bén vào chùm màu vàng nó sẽ lổ hết này. Đây, mình làm cho các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy không, màu đỏ thì các bạn bén ra màu đỏ này. Các bạn có thể đổi bóng nhá, quả bóng này chùm nào mà không 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 hiển thị mà không không bén được đấy. Đây, hai quả bóng tím thì mình không đổi được này. Tiếp này, tím này rất là ngon, và con app này rút tiền quá là uy tín. Mình bấm nhầm rồi, tím đấy. Đấy, các bạn có thể bóng đỏ thì nó sẽ đổi cho các bạn đấy, vàng lại đổi rất là ngon.
Và cái này có bén, các bạn có thể bén như để bia, đập băng nhá, các bạn bén từ dù các bạn kéo trong này nó sẽ đập vào đá đấy, rất là ngon. Đây, thế này là các bạn đã hoàn thành nhận được đấy, các bạn đã được level 1 này. À, các bạn nhận được 1.000. Đấy. Tiếp theo là các bạn nhận tiếp 1.938, rất là ngon. Các bạn nhanh tay cho cái app này nhé. Về để rút tiền của con app này. Thì các bạn hãy quay trở về cái trang chủ này. Đấy. Để các bạn rút tiền. Và một một tuần thì các bạn có rút tiền một lần. Các bạn cứ chơi gom đủ nhiều coin để các bạn rút về này cái đồng. Các bạn nhớ là rút tiền về cái ví coin bát này. Bạn nào mà chưa có ví thì các bạn hãy tải về và đăng ký ví coin bát để các bạn tải về. Các bạn hãy nhập cái Gmail mà các bạn đăng ký cái ví coin bát này. Rất là ngon đây, và để rút tiền thì các bạn vào cắt ao này. Đấy. Mình được nó quy đổi này 1.366 thì mình được 2 Bitcoin. Đấy, rất là ngon. Và cái min rút của con app này lần đầu là 11.000, 11 cái nghìn tầm coin này. Đấy, các bạn hãy lưu ý cho mình cái mức của nó rút này. Đấy, vấn đề khi mà các bạn đủ vạch vàng chạy hết cái vạch ngang này thì các bạn có thể rút tiền đủ 11.000, rất là ngon. Các bạn thấy con app này hay, hãy cho mình một like này. Và đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông báo về video kiếm tiền ngon nhất của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại và các bạn trong video kiếm tiền tiếp theo. Chúc các bạn rút tiền thành công và kiếm được nhiều Bitcoin.